Giới thiệu với bà con, đây là một thanh thép xoắn Liên Xô, được Liên Xô viện trợ sang Việt Nam vào những năm 1979-1980. Thì cái thanh xoắn này thì ở em bây giờ thi thoảng mới thấy. Thì ngày hôm nay nhân tiện đó thì em sẽ dùng cây xoắn này để làm một cây chuyên chặt gia cầm. Và trên sống lưng của cái con dao đấy thì em sẽ giữ nguyên cái làn sóng này để cho nó đẹp.
chào các bác nha. Vừa nhà nước Trường vừa thực hiện xong cái giao chặt gia cầm này, từ thép xoắn của liên xô này. Sau đây em xin được test video với các bác xem này. Cảm ơn các bác đã theo dõi hết video của lò rèn nước Trường. Chào thân ái và kết tán.